Thì đầu tiên cái Messaging Insight này, thì mọi người sẽ thấy đây nó sẽ có phần là In Place và Place Mark. Với là Place này là mình sẽ có một cái môi trường là môi trường Adaptive và môi trường riêng để load file. Và còn đây mình muốn tạo chọn này main một thì mình sẽ chọn này, như tôi chọn một cái khối này và nhìn 3D này. Thì đây là một dạng mặt phẳng này, các bạn thể create khối này và nhìn thấy khối đây không. Thì trong cái khối này ấy, nó sẽ có cái gì, nó sẽ có các cái phần là cạnh này, nó có điểm này, điểm thì có thể di chuyển được này, được nha, cấp độ cạnh này, mảng này, khối này, từ khối này, này. Ví dụ mình cũng có thể là chia từ đây ra đây chẳng hạn, đây đúng không, ví dụ như từ cạnh này các bạn extrude ra được không, extrude này, này từ cạnh này extrude lên này, extrude ra này. Đấy. Các bạn giống như kiểu là vẽ như kiểu SketchUp ấy, bạn hiểu không, là tạo khối các thứ ở đây. Nhưng mà có một điều ấy, Revit đây, ví dụ như là các bạn sẽ thấy đây từ Finish chẳng hạn, tôi muốn làm cái khu này là khu cao tầng thì thường người ta sẽ thiết kế vỏ và thể tích trước. Các bạn sẽ thấy đây nó sẽ có vỏ và thể tích trước. Ví dụ đây là nó là bao nhiêu, level 2 đúng không? Chọn đây các bạn, bây giờ các bạn thể chọn lệnh gì? Array. Ừ. Thì đây này nếu mà nó giống nhau 10 tầng. Bây giờ thằng này phải 35 tầng. Bây giờ gần đúng nha. Ví dụ như vậy. Bạn thấy không? Thì đây bây giờ lên khối nhà đây là 35 tầng. À, thấy không? Thì đây là một khối. Thì trong cái khối này chúng ta cũng có thể là chọn các cái khối tích là nó đi ra đi vào, hay là nó đi lên đi xuống, nó để nó tạo hình nhé, hoặc là lõm ra lõm vào, hoặc là mình có thể chém góc các cái khối vác. Ví dụ mình xét mặt phẳng này chẳng hạn, rồi mình xét, ví dụ như tôi xét mặt phẳng này chẳng ok, tôi vẽ một cái khối nó là như thế này, bát nó như này và khối nó như này, nhập model luôn. Chọn này, mình chọn khối này là khối rộng thì nó sẽ làm sao, đục xuyên qua khối này, thấy không đấy. Ví dụ như mình tạo hình cái khối như này theo ý của mình mong muốn, mình tạo hình như này, thấy không? Hoặc là chúng ta có thể chọn đây, bạn có thể là chọn là gì, chọn vào khối này, chúng ta cũng có thể là chọn là một cạnh này, chúng ta chọn đây add profile là add các cái điểm này này, chúng ta để ở đây là x-ray, add profile này, các profile là các cái phần segment ấy theo chiều ngang ấy, theo chiều đứng này này, x-ray. Đây là áp theo chiều dọc này, đây là áp theo chiều dọc, chọn một cạnh áp profile này, áp theo chiều dọc này, ví dụ như bây giờ các bạn sẽ chọn đây một cách là chọn này, mình sẽ có grid mask này, mask floor này, các bạn chọn từ tầng 1 đến tầng 36 này. Này thì nó mask floor là nó sẽ chia tầng chúng ta luôn, thấy không, chia tầng này này đúng không, chia sàn luôn. Và khi mà chúng ta sẽ thay đổi cái này đi ấy, thì nó sẽ thay đổi chúng ta thay đổi khối mask này đi, ví dụ tôi muốn cái khối này nó cao lên đây thế này nhỉ, đúng không, hoặc là tôi muốn cái này nó đua ra đây một chút. Đấy. Nó sẽ hình dạng nó sẽ nhảy chẳng hạn. Finish. Thì bây giờ cái sàn này nó sẽ bị làm sao? Nó sẽ bị lệch theo cái này. Chọn này. Nếu bạn vào Edit Plate này, các bạn chọn đây nó sẽ có ở đâu? Finish đi. Chọn này. Không tạo được. Đây chọn này. Thì khi mà chúng ta làm như này thì các bạn có thể làm sao? À, chúng ta có
ra map floor bằng cái việc là chọn meshing này, vào floor đây, đây là floor này, thì ta chọn đây là grid floor, các bạn quét hết toàn từ bộ lên dưới vào grid floor là sàn dày 150, bạn thấy sàn đấy không, đúng không? Đấy, cái cuối tích này còn đây mình relate host thì chọn đây là update, thì nó sẽ sửa theo những cái ví dụ như là cái modify của mình, ví dụ như này bạn đẩy cái khối này ra đây xuống dưới một chút, hơi đẩy cái điểm này ra đây một chút, nó bị cong điểm này, kéo lên đấy. Finish đây. Bạn sẽ thấy đây, bây giờ khối này nó như này, bây giờ mình muốn nó relate host chọn này update thì nó sẽ update theo cái gì, theo cái sàn mà mình, theo cái sketch mình mong muốn ấy. Thì khi mà mình đã có cái sàn này rồi, mình bắt đầu mình vào đây mình bắt đầu mình mới chia tường cái phần lõi cứng thang máy như thế nào, bắt đầu tổ hợp không gian phòng ra sao đấy, thì bắt đầu mình mới chia ở đây, mình mới đặt concept, mình mới chia tổ hợp các không gian phòng đây đấy. Thì thường tôi làm concept thì tôi sẽ chia cái hình, tôi tạo cái khối sơ bộ trước và tôi đặt không gian chức năng phòng trước, tổng diện tích cái sàn đấy, hoặc là cái phần khu hành lang ấy, giao thông trước, trục đứng trước, các trục giao thông trước. Thì bạn vẽ ở đây thì đồng nghĩa việc là nó có ở đây này, sau này chúng ta sẽ làm cái facade ở bên ngoài này, thì cái facade ở bên ngoài này nó cũng sẽ áp được các tấm kính hoặc là tấm tường cho mình thoải mái. Với cách đơn giản nhất thì nó là áp dạng như này, meshing size vuông này, thì ví dụ chọn đây là tường hả, nó là tường, à, thấy không? Còn đây ví dụ các bạn chọn đây là curtain vuông chẳng hạn, đây thì nó sẽ là curtain vuông. Đấy, thì cái curtain vuông này mình có để đục quét hay là mình làm theo cái đường chéo hay như nào, bạn sẽ thấy không? Nó theo hình của mình, tường hay là uốn lượn như nào thì nó cũng vẫn theo của mình mong muốn mà. Bạn thấy không? Đây này. Đấy, thì đây nó đang làm với những cái khối lớn trước. Đấy. Hoặc là mình có thể là chọn đây. Mình này chọn cái mặt này. Nó là device surface, nó chia lưới ra như này. Cái lưới này mình có thể chọn nó pattern, nó chạm pattern như này, hoặc các bạn có thể chọn pattern dạng như nào như này chẳng hạn nhé, hoặc các bạn có thể chọn đơn giản là hexagon nhé, thấy nhá. Thì giờ tôi sẽ làm cái mặt này hexagon, thì các bạn chỉ cần vào file này, family này, cái này liên quan đến việc các bạn chia lưới, chia đây là bao nhiêu, 20 này đúng không, 30 đi nha, này là 15 đi chẳng hạn, thấy không? Hexagon là tôi chia cái ô module này vào file này, new này, family này, thì mình sẽ chọn ở đây nó sẽ có cái phần là magic curtain wall panel bay, chọn này, thì trong cái môi trường này là môi trường của family, thì các bạn cũng có thể chọn vào cái việc chọn này, các bạn chọn cho tôi là gì, hexagon này đúng không? Đúng không? Ví dụ như chọn lên một điểm này, một point này, nó một điểm ở trên thanh này, thì các bạn cũng vẽ một cái hình tròn này, này. Chọn này, bạn xếp mặt phẳng, xếp vào cái point này, mặt đứng này, này. Đường kính 200, chọn thanh này và grid này, nó thành một cái khung này đúng không? Và sau này các bạn vẽ kính ở trong đây như thế thôi, vẽ một lấy chút thôi mà. Tôi Ctrl S, tôi lưu ở đây là gì? Là family, tôi ghi đây là gì? Hexagon. Nha, ok. Bạn load into project. Vào nhầm rồi, load into project, vào project 1 này, chọn này, ta sẽ thấy đây nó sẽ có là hexagon này, này mọi người thấy khung không, cái lưới pattern này nó khít chỉnh khít luôn. Cái hôm trước nó hỏi này, thấy không? Nó sẽ chia module đúng như thế luôn nha. Đấy, thì những cái này thì mình có mặt bằng mà đứng mặt cắt luôn rồi này nha.
Đấy, thì nó có level, có mặt cắt qua facade luôn. Đấy, phải nghiên cứu. Làm concept cao tầng như thế này, Revit là ok luôn. Đấy.